Kính thưa thượng tọa, tiến sĩ giảng thư, giảng sư Thích Nhật Từ, câu hỏi thứ nhất là hàng năm ấy các gia đình của chúng con là thường cứ làm công cúng dỗ bà cha mẹ quá cố lâu đời, thì các cụ có về hưởng được không? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là vào tháng 7 thì các nhà chùa thường tổ chức là cúng phả độ thiên cho các cụ nhà chúng con và đốt rất nhiều tiền vàng, thậm chí có cả nồi liêu xoong chảo giường bàn ghế và có cả điếu thuốc. Thì liệu các cụ nhà con có về nhận được không? Mà nếu như nhà con không đốt thì mọi người bảo thế thì các cụ nhà mày sẽ rất bị nghèo. Câu hỏi thứ ba là hàng năm vào về đầu năm xuân mới ấy, thì các chùa cũng tổ chức là cúng dâng sao đại hạn cho hàng nghìn Phật tử rất là đông, mà chỉ đến cái ghi tên thờ, thậm chí là không có mặt, kể cả ở các nước mà các con cháu ở các nước châu Phi, châu Mỹ Latin cũng gửi danh sách về để cúng dâng sao đại hạn tại Việt Nam. Thì con nghĩ là không biết là có giải được hạn không, và còn làm rất nhiều hình lộn để hình nhân thế mạng. Thì hôm nay thì con muốn là thầy hoan hỷ bố thí giải thích cho chúng con, vì chúng con rất là vô minh và rất là lăn tăn trong vấn đề này. A Di Đà Phật. Câu hỏi một á, là tập tục mời rước ông bà về ăn uống với con cháu trong 3 ngày Tết không? Thì thực tế đó, không có ông bà nào ăn được hết á. Thì theo Đức Phật đó, sau khi trút bỏ cuộc sống này đó, thì con người tái sinh. Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là sự tái sinh diễn ra trong tích tắc thôi, và 10 tháng trung bình sau đó đó thì người thân chúng ta sẽ trở thành hoặc là cô bé hoặc là cậu bé mới đó. Và ở kiếp sống mới đó, cô cậu bé đó được nuôi dưỡng bởi người mẹ của mình. Nếu như chẳng may trong suốt kiếp sống đó, người đó có nghiệp thú tính quá nhiều, thì khi chết đó, sẽ rớt khỏi cái vai trò làm người mà trở thành vai trò làm thú. Thì tại đây đó có thú mẹ nuôi, có những loại động vật đó là tự sinh ra là phải tự nuôi, được sinh ra là tự nuôi thôi. Cho nên việc cúng kính chúng ta đó là người thân đó, bao gồm cha mẹ, ông bà và những người đã quá cố đó, nó không có tiếp nhận được, nhưng chúng ta vẫn được khích lệ cúng. Và cái cách cúng ở trong Đạo Phật thì khác với ngoài đời chút, đó là dịp đó đó chúng ta đọc lại cái đóng góp của người quá cố cho gia đình, xã hội, quốc gia, để tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cái đốt sách, tức là giữ truyền thống cao quý đó và làm tốt hơn, và tối thiểu là làm tương đương. Cho nên là Phật tử đó thì không có mời rước ông bà về vào ngày 30, rồi ngày mùng 3 là đưa thỉ ông bà đi. Thực tế là chúng ta phải tưởng niệm ông bà với tính cách là tôn kính để giữ cái truyền thống gia tộc, và tưởng niệm chứ không phải là cúng kính. Nên là cái cúng kính ở trong văn hóa tưởng niệm Phật giáo là tượng trưng thôi, và cúng thông chay vì không có ai ăn được, nên là đỡ phải gieo nghiệp sát sinh trong cái sự cúng của chúng ta. Câu hỏi thứ hai đó là đến những ngày lễ giỗ, các tuần thất mà chúng ta cúng cho người quá vãng, bao gồm ông bà tổ tiên, mà nghĩ rằng là việc đốt vàng mã, hóa vàng mã đó là giúp cho ông bà tổ tiên chúng ta và người thân quá cố đó trở thành là giàu, đó là mê tín. Vì bản chất đó, tất cả các loại giấy vàng mã là đồ giả, đồ dởm. Khi chưa đốt không có giá trị thật, không sử dụng được trên thế giới thật, thì sau khi đốt chúng chỉ còn lại tro bụi, lại hoàn toàn không có giá trị sử dụng. Hà Tĩnh mới cháy rừng lần thứ hai, thì biết bao nhiêu hecta rừng nó bị cháy. Thì cây bị cháy đó phải trồng lại thôi, chứ làm sao xài được. Còn các cái vật dụng vàng mã như là xe hơi, nhà, áo quần nhỏ xíu, có thể dựng từ một thước năm mặt còn không được. Ông bà tổ tiên với vị cao thước 8, thước 9 thôi quề lui sao xài.
mà cháy rồi có nước khóc thôi chứ làm sao sử dụng gì được. Cho nên á, Phật giáo khích lệ chúng ta là quy đổi tiền mua giấy vàng mã đó, thành các hoạt động từ thiện, và đến ngày giỗ chúng ta nhân danh ông bà tổ tiên mình để làm việc nghĩa việc thiện. Thì theo tinh thần Phật dạy trong kinh đó, là người mất và người thân đó đều hưởng được cộng hưởng nhân quả. Người trực tiếp làm được hưởng 6/7 công đức. Con số 7 là con số tượng trưng cho số nhiều. Và người được chúng ta cúng kính nhân danh họ đó hưởng được 1/7 công đức về cộng hưởng, vì thương họ chúng ta mới làm. Đó là cái thiết thực. Cho nên đó, tập tục đốt giấy vàng mã là mê tín có xuất xứ từ Trung Quốc. Vì họ nghĩ rằng sau khi chết đó, chỉ có hai cảnh giới thôi. Phần lớn là đọa xuống địa ngục, rồi một số thì sanh lên thiên đường. Và đây là cái quan niệm rất là sai lầm của các tôn giáo nói chung. Còn đạo Phật cho rằng là sau khi chết là tái sanh rồi. Do đó chúng ta tưởng niệm người một cách thông minh, tinh thần tưởng niệm như vừa nêu. Và còn lại nếu có điều kiện, chúng ta nên làm việc nghĩa, việc phúc, việc đức, việc nhân đạo, việc Phật sự, thì giá trị và lợi ích của các hành động cụ thể này rất là cao. Vừa hạn chế sự ô nhiễm môi trường do đốt giấy vàng mã gây ra, thậm chí là có thể gây cháy và hỏa hoạn được. Câu thứ ba đó là việc cúng sao giải hạn đó cũng là một tập tục mê tín của Trung Hoa, gắn liền với đạo Lão và ảnh hưởng đến đạo Nho, hai tôn giáo chánh thống của đất nước Trung Quốc. Thì quan niệm của người Trung Hoa là tiếp nhận từ vũ trụ lượng của người Ấn Độ, cho rằng đó là có 28 vì sao chiếu mạng toàn thể nhân loại trên quả địa cầu này. Thực tế đó, đó là cái kiến thức hạn hẹp. Mà theo Đức Phật đó, trong vũ trụ này có vô số hành tinh, khái niệm mà Đức Phật gọi là hằng hà sa số thế giới. Tức là các thế giới ngoài thế giới của con người trên quả địa cầu này nó nhiều như là số cát của con sông Hằng dài 2525 cây số, không thể tính đếm được. Chứ làm gì mà chỉ có 28 vì sao? Cái mà chúng ta thấy lấp lánh về đêm đó, nó là một quả địa cầu nằm trong một hệ mặt trời mà tự thân của vật thể là đều phát quang. Cho nên về đêm á, nhìn từ góc độ quang học ở trên đó, mặt đất này chúng ta thấy là nó lấp lánh ánh sáng, chứ nó là một quả địa cầu, chẳng có ngôi sao nào chúng ta. Nó vô số cái quả địa cầu như thế chứ không phải là 28 quả đâu. Còn vận mệnh con người được quản lý bởi tư duy, lời nói, việc làm, nghề nghiệp, nỗ lực của chúng ta. Cho nên để giải hạn thì đạo Phật dạy chúng ta phải làm việc nghĩa, việc phước, việc đức và nỗ lực chuyển nghiệp. Ví dụ như ai lỡ phá thai lúc mà mình chưa hiểu Phật giáo, vì điều kiện kinh tế, vì gia đình không chấp nhận, vì nhiều lý do khách quan khác, thì để chuyển cái nghiệp này đó, cúng có 100 tỷ lần tại các chùa, tại các đình đền miếu không giải quyết được vấn đề gì hết. Cái nghiệp sát nó vẫn còn nguyên. Mình cúng vật chất thì mình hưởng được cái quả phúc về vật chất, còn cái nhân sát hại vẫn còn nguyên, thì cái quả sẽ ảnh hưởng đến hiểu thọ, bệnh tật, tai nạn. Thì để chuyển nghiệp đó, là Phật khích lệ chúng ta tham gia vào các hoạt động hòa bình, hoạt động bảo vệ sự sống, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Và nếu như mô tạng chúng ta sau khi bị chết não may mắn còn khỏe, được cứu sống cho 6-13 người, thì về nhân quả trong tình huống này đó, những nghiệp đối lập đó tự động là nó triệt tiêu lẫn nhau. Một đơn vị mà chúng ta giết về phá thai và đang khi phủ tạng của mình đó, làm giúp cho 6 người được sống, thì chúng ta sẽ còn lại 5 phần phước về mạng sống. Cho nên có bị tai nạn giao thông, rớt máy bay hay là chìm thuyền, người ta chết hết trơn, mình sống nhân răng. Thì quý vị cứ để ý các cái nạn sống thần Nam Á, Đông Nam Á, có một cô bé có 3 tháng tuổi bên lên đên trên mặt nước 3 tuần lễ mà vẫn sống, ai tin được không?
Việc đó nó xảy ra nhiều nơi lắm. Đó là nhờ cái phước mạng sống và tuổi thọ do chúng ta gieo trồng, thì đó gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp nghĩa là gieo vào cuộc sống này các hành động thiện đối lập với những nghiệp xấu trong quá khứ, tương đương hoặc là nhiều hơn. Thì sau khi loại trừ lẫn nhau, cái còn lại là kết quả. Do đó muốn giải hạn thì chúng ta phải làm việc nghĩa về phước, chứ phải đi cúng sao. Cúng sao là chúng ta đúc cho những người truyền bá mê tín ăn, và họ biến chúng ta trở thành nạn nhân. Họ hù dọa bằng cách là ký vào trong não mình một con chip sợ hãi, cho rằng là nếu không cúng thì gặp tai nạn, rồi chết chóc, bệnh tật, rồi phá sản, rồi tù đầy, rồi là kiện tụng. Hỏi chứ ai nghe mà không quản. Họ biến chúng ta làm nạn nhân, và nạn nhân lại phải mang ơn vào những người đó. Đức Phật cho rằng đó là điều sai lầm, đó là nghiệp tà, nghề tà. Cho nên muốn sống hạnh phúc là theo Phật giáo phải xa lánh thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Vì đến họ, họ hù dọa chúng ta, sợ hãi và mất bình an. Do đó hãy sống thản nhiên với tâm thế đó, đó thì chị phụ nữ mới thoát khỏi mê tín được và tăng trưởng để xóa mê tín. Vì chị phụ nữ phần lớn đều thích đi coi bói, phần lớn đều thích những thứ này, cho nên là nạn nhân của nhiều vụ lừa đảo tôn giáo. Cho nên chúng ta phải tránh xa các hình thái đó để chúng ta sống tăng trưởng trí tuệ thì hạnh phúc mới được trọn đại. Rồi nhiều chị phụ nữ tin năm xuôi tháng kỵ vân vân, vốn cũng là mê tín theo Phật giáo. Ngày lành tháng tốt cái đó cũng không có, ngày sáng xấu theo đạo Phật giáo là không có. Nó chỉ có là ngày giờ thuận duyên và không thuận duyên thôi. Thuận duyên thì chúng ta dễ làm thành công, cái đó là cái quy luật ở trong đề, thì nhấn mạnh đến yếu tố đó, chứ đừng có là ngày xuôi và may mắn, tốt và xấu, cái chuyện đó không có. Hành động chúng ta thì có tốt xấu, nó dẫn đến hạnh phúc hay khổ đau. Còn bản chất của năm tháng ngày giờ thì không có chuyện đó. Cho nên Phật giáo khích lệ chúng ta là không có kiên cử năm tháng ngày giờ, không có tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi cưới gả, con cái cũng đừng có nói là đây là tuổi hai vợ chồng này mà sống chung với nhau thì cha mẹ sẽ chết, đó là mê tín. Rất nhiều gia đình bị khổ đau về những cái mê tín đó. Cho nên là tu học theo Phật giáo là chúng ta có cơ hội giải phóng mê tín dị đoan và tăng trưởng trí tuệ để làm chủ vận mệnh của mình.